À, chú lái máy ủi đã đồng ý cho Dương lên buồng lái rồi. Dương đang trèo lên chiếc máy ủi nhá. Dương đã trèo lên buồng lái chiếc máy ủi rồi. Đấy, thích cười. Xin chào các bé. Hôm nay bố đưa Dương đến nhà máy sản xuất gạch để Dương xem. Phía trước kia là nhà máy gạch này. Có rất nhiều các xe tải đang chở đất về vị trí này để tập kết. Khi nào phía nhà máy gạch kia dùng hết đất rồi thì lại chở đất từ đây về để sản xuất gạch đấy Dương ạ. Phía xa kia các bé có nhìn thấy ống khói của nhà máy gạch không? Tí nữa bố xin chú lái máy ủi để cho Dương ngồi ở buồng lái nhá. Dương có thích không? Thì tí nữa mình sẽ làm quen. Bố chưa quen thì bố sẽ hỏi chú ấy là chú ơi cho cháu Dương ngồi trên buồng lái một tí. Thế là chú cho con ngồi ấy mà. Quan trọng là con có thích ngồi không thôi. Thích không? Đằng kia có 3 chiếc xe tải đang đổ đất kìa. Dương biết xe tải lấy đất là từ đằng nào không? Đâu? Đúng rồi. Xe tải lấy đất từ đằng kia đấy, đang đi ra kìa Dương kìa. Đấy, đấy là nhà máy gạch cũ đấy. Đợt trước Dương đến một lần rồi đấy, Dương còn nhớ không? Xe kia đối viết Dương là xe mấy tấn? 5 tấn. Có lại này đi. Chú lái máy ủi đã đồng ý cho Dương lên buồng lái rồi. Dương đang trèo lên chiếc máy ủi nhá. Rồi, Dương đã trèo lên buồng lái chiếc máy ủi rồi. Đấy, thích cười. Hiện tại Dương đang trên buồng lái của chiếc xe máy ủi. Phía xa là một chiếc xe tải đang đổ đất và một chiếc đang đi vào nữa. Nhìn mặt Dương là bố biết là Dương đang rất là thích thú đây. Dương ơi. Đi lại phía chiếc xe máy tải này xem xe tải cất ben này đổ đất nhá. Giang vừa lái xe à? Đây, chú lái xe này bố Dương cũng quen. Chú đang kéo khoảng cái bạt vào để đổ ben nhá. Các bé nhìn chiếc xe tải đổ ben nhá. Thôi đến lại gần này. Đến gần này xem này. Dương ơi. Thank you.
Đây phía dưới này còn rất là sâu. À, một chiếc xe ben nữa chuẩn bị lại đổ đất. Dương đang xuống ngồi một lúc lâu rồi, chắc là chán rồi. Dương đang được chú lái máy ủi cho xuống. Thôi lại đây. Thôi cảm ơn chú lái máy ủi nhá. Có thích không? Thích nhờ, là ngồi lại máy ủi thích lắm. Bố chưa được ngồi đâu Dương ạ. Ngồi nó rung không? À, hả? Nó sợ á, làm gì sợ. Thôi đi ra đằng này con. Có giống ngồi trên ô tô không? Máy ủi nó rung à? À. Wow. Dương đếm cho tất cả có mấy chiếc xe tải? Mấy chiếc? 3 chiếc đúng không? Thì đứng ở đây xem. Lúc nào chán thì bố bảo bố là bố cho về. Dương ơi, nhìn một chiếc xe ben đằng kia kìa. Nhiều xe ben thế ở đây ấy. Chiếc máy ủi lại tiếp tục làm việc kìa. Đừng chơi nhiều các loại đồ chơi cũng thấy chán. Mỗi lần được đi trải nghiệm thực tế này Dương rất là thích. Ôi, có nhiều xe lắm, các bé nhìn thấy chưa? Đi về thôi con ơi. Thế ở đây làm gì nữa? Muốn nghịch đất à? Bây giờ không biết làm thế nào để cho Dương về đây. Đây là một chiếc xe chuẩn bị đổ ben đây này. Đằng trước mặt con đây này. Đây đứng ở đây xem. Tiến lên một tí nữa. Rồi, chuẩn bị đổ ben đây. À, đây này, nhìn này. Trước mặt Dương là một chiếc xe ben đang đổ đất. Đấy, thấy chưa? Thôi đi về đi. Sau khoảng 30 phút được đi chơi tại công trường của nhà máy gạch và được trải nghiệm ngồi trên buồng lái của chiếc xe máy ủi, bây giờ hai bố con Dương lại lên đường đi về. Dương ơi, Dương nhìn đây như nào, tươi tỉnh như nào. Dương thì không muốn về, bố phải nói mãi thì Dương mới về đấy. Bây giờ con tự tìm lối ra đi. Dương ơi, nốt cái này là về đấy nhá, không chơi nữa nhá. Lần sau bố lại đưa đến. Rồi đi về thôi con, đi về thôi. Đi đằng này, đi thẳng đằng này. Đi thẳng này đường này.
Dương đang tìm lối ra. Rồi, cố lên. Đi thẳng xuống. Đi thẳng xuống này. Vâng. Cứ đi mạnh vào ngã cũng không đau đâu mà. Đất mềm đấy mà, con cứ đi đi. Nhanh lên. Dương vẫn đang loay hoay tìm lối xuống đường mà vẫn chưa xuống được à. Có cần trợ giúp không? À, Dương xuống được đường rồi các bé ạ. Rồi, tuyệt vời. Ok. Dương ơi. Thôi đi lại đằng này, đi về nào. À, clip đi Dương đi xem nhà máy gạch đến đây là kết thúc rồi. Hẹn các bé ở những clip tiếp theo nhá. Bye bye.